lưới để hứng những tình huống quăng của Binet cực kỳ hiệu quả và an toàn luôn. Bạn biết sau lưng của bạn có Victor Kuro, tôi nghĩ là Binet có thể yên tâm hơn trong cái pha bay nhảy của mình. Chính xác là như vậy. Trong cái bài phỏng vấn gần đây nhất của Binet với lại Bao Nhiêu Sport thì anh ta có nói rằng là anh ta hơi xin lỗi thành viên trong đội của mình, bởi vì cái lựa chọn mà anh ta đánh Nocton đó, anh ta đến khi anh ta bích cái vị tướng sau anh ta mới nói là hôm nay em sẽ đánh con này nha. Với những thành viên khác trong đội của mình thì lúc đó họ chưa chuẩn bị được kỹ lắm. Trong trận đấu này là Lee Sin, anh ta Binet một thành viên rất là đặc biệt trong cái giải đấu LCK, khi mà anh ta là người chơi đi rừng nhanh, tỷ lệ đánh Lee Sin của Binet rất ít luôn. Anh ta lại đánh Zavan vô cùng nhiều, tôi vẫn còn nhớ những lần anh ta xuất hiện, anh ta đánh Zavan, đánh Nihali và đánh Rek'Sai vô cùng nhiều luôn, ba vị tướng này. Bên phía bên kia, những sự lựa chọn cuối cùng của họ cũng đã được khóa. Kassuibia là lựa chọn khá quan trọng ở đường giữa. Sẽ khó khăn khi Kassuibia phải đối đầu với lại Syndra, nhưng Syndra bị cấm, bên kia là Victor. Đây là một kèo mà Kassuibia có thể đánh được ở khu vực đường giữa, nếu như bạn canh thời điểm những tình huống mà Victor đã sử dụng tia chết chóc chẳng hạn hụt. Và khi đó Kassuibia có thể tiến lên khá cao để chiếm những pha thi đấu cạn lính. Nhưng mà cũng phải cẩn thận, bởi vì Victor luôn luôn giữ lại cái W, là cái kỹ năng cũng khá là tốt để có thể đối đầu với lại Kassuibia, một vị tướng có độ cơ động không phải là ở thuộc mức cao nhất. Kèo đường giữa sẽ khá thú vị giữa Kuro và Perk. G2 Esports, Rock Tiger, cuộc đối đầu sẽ quyết định xem liệu cơ hội của G2 Esports có còn không tại chung kết thế giới 2016 chính thức bắt đầu. G2 Esports bên phía đội 1 và Rock Tiger, ứng cử viên số 1 của Hàn Quốc, bên phía đội 2. Với chuỗi 3 trận thua liên tục thì có vẻ niềm tin chúng ta đặt cho đại diện đến từ châu Âu này nó hơi bị thấp, nhưng phải nói rằng trong cái phần cấm ở trọ họ đang có một cái đội hình rất mạnh, họ đang có một đội hình rất đúng meta, có Pukdam đến từ Nihali, họ có cả một sát thương đường giữa vô cùng khỏe mạnh và sát thương cuối trận sẽ được gen đảm bảo được cho họ. Rõ ràng bên phía Chui Sport thật ra là họ thiên nhiều về khả năng đánh an toàn trong khoảng thời gian đầu, nhưng ngay cấp 1 Jisoo quyết định tổ chức pha tấn công bất ngờ nếu như Mithy quy trúng, và anh ta quy trúng Smep bắt buộc phải tốc biến đi. Phóng lao vẫn trúng nhưng sẽ không có sát thương tiếp theo đến từ bên phía Jisoo Sport. Đó là một tình huống một phép bổ trợ đổi một phép bổ trợ. G2 Esports họ học được một điều từ trận thắng của COG đối với Rock Tiger, là muốn thắng những đội Hàn Quốc đặc biệt là top trên, bạn phải làm những điều mà họ không thể nào tưởng tượng được. Và vừa rồi G2 Esports đã có một nước đi mà bên phía Rock Tiger đã bất cẩn bỏ lỡ đi một tình huống đi lên đường trên đơn giản thôi, lấy được cái tốc biến của Smep. Với Rumble mất đi tốc biến sớm như thế này là một mối đe dọa rất khủng khiếp cho anh ta. Chắc chắn là như vậy, và như vậy là cái hướng đi rừng ban đầu của Binet sẽ phải sẵn sàng để di chuyển nhanh lên khu vực đường trên để hỗ trợ cắm mắt cho Smep trong khoảng thời gian đầu, trong khoảng thời gian mà Rumble cực kỳ mong manh khi không có được tốc biến. Thì thực ra điều này cũng khá là đơn giản, bởi vì đầu tiên là bạn biết rằng Rumble không có tốc biến, dễ dàng nhắm lên đường trên để hỗ trợ từ bên phía Rock Tiger. Thứ hai, trong cái khoảng thời gian mà G2 Esports di chuyển thì Rock Tiger cũng đã cắm mắt được vào bùa đỏ của họ, chính xác là cái hai con người đá của họ, thì họ sẽ cắt được cái khoảng thời gian mà Trick ăn xong bùa đỏ để có mặt ở khu vực đường trên nếu như anh ta quyết định di chuyển lên đường trên sớm. Thì đây cũng là một cái tình huống mà đúng là bất lợi cho Rock Tiger, nhưng không phải là quá nhiều. Map sẽ rất phải cẩn thận đợt lính của anh ta đẩy, bởi vì Rumble là một vị tướng mà cơ bản bạn chỉ có cách đẩy lên thôi, bạn không có thể nào giữ lính ở một khoảng cách an toàn để bạn có thể farm được cả. Thì Smep anh ta phải cẩn thận hơn những tình huống tiếp theo, nhưng Trick đến với lối đường như thế này anh ta cũng sẽ đi xuống đường dưới. Như vậy Smash cũng có phần nào thoải mái hơn, bởi vì bắt buộc Trick anh ta phải đi xuống đường dưới để ăn được tất cả những bùa của mình. Bởi vì trong khoảng thời gian vừa qua thì thật ra hướng đi rừng của hầu hết, dù bạn ở đội xanh hay ở đội đỏ, thì thật ra bạn thường là đi từ nửa trên bản đồ đi xuống. Nhưng đây là một tình huống mà Trick biết chắc chắn rằng cơ hội của mình không có nhiều. Anh ta ăn xong chỉ một bùa xanh thôi, lao lên nhưng phóng lao thì đã hụt. Smep chỉ đang đơn giản là cố gắng đi bộ về. Expect vẫn cố gắng lao lên làm choáng thành công, và Smep sẽ phải nằm xuống chiến công đầu cho Expect. Đáng lẽ trong tình huống vừa rồi, Phoenix anh ta không nên đứng ở cái vị trí đó, anh ta nên tiến thẳng vào rừng đối phương và cướp lại bãi bùa. Bởi vì khi bạn lên đường trên, bạn găng Smep ở cấp độ đầu, anh ta đã đẩy lính lên xong rồi, anh ta có dịch chuyển lên, thật ra anh ta không lỗi nhiều cả. Còn nếu như Lee Sin qua rừng đối phương mà cướp được, giả dụ như là con bùa đỏ và cái bãi chim biến dị vừa rồi, anh ta sẽ vô cùng lời trong khoảng thời gian đầu luôn. Tình huống mà thật ra Trick xử lý cũng không được sự tốt lắm, khi mà lượng sát thương đầu tiên của anh ta gần như là hụt tất cả, phong lao đầu tiên hụt, sát thương dồn và tiếp theo cũng chẳng được bao nhiêu cả. Nhưng Smep canh đúng cái khoảng cách mà Smep đi vào tường, tốc biến lên làm choáng thành công, chiến công đầu dành cho Smep. Và Binet thật sự mà nói, tôi nghĩ rằng trong tình huống vừa rồi họ cũng biết
Nhưng vấn đề là Binet không thực sự chủ động trong cái tình huống mà cố gắng tìm cách làm một cái gì đó. Khi mà Trick sẽ lên đường trên ở thời điểm cấp 3, họ gần như là không có được nhiều lợi ích lắm, ngoài việc là bây giờ họ biết được rằng Spec không có tốc biến là một. Họ đoán được cái thời điểm, chính xác không phải đoán là có được cái thời điểm mà Trick ăn bùa đỏ là hai. Thì để xem Binet làm được gì với những cái thông tin vừa rồi. Anh ta đang cố gắng ăn con bùa xanh này, có lẽ anh ta sẽ nhường dành cho đường dựa của mình. Đúng rồi, anh ta sẽ nhường dành cho Kuro để Kuro có thể đẩy lính mạnh hơn. Nói về tốc độ đẩy thì thực tế ra là Victor vẫn sẽ hơn. Victor là vị tướng đẩy đường vẫn sẽ vô cùng mạnh đường dựa sau trực nghiệm Cassiopeia. Trước đang di chuyển xuống đường dưới, anh ta vừa mới đi qua một con mắt xong. Nhưng họ vẫn đang muốn lao lên, phóng lao, không trúng. Tình huống vừa rồi thì di chuyển con mắt, nhưng bởi vì Mithy đã lao lên tiếp cận, đã tắt được Gorilla với một tình huống nội tại của mình, nên họ vẫn muốn tấn công, không có sự hiệu quả. Các bạn xem khu vực đường dưới rất khó khăn cho Trick để có thể găng được. Vừa rồi thì trong mùa đỏ của anh ta có mắt, hai con người đá có mắt, vừa ra khỏi mùa cỏ chặt ba cũng có mắt, cho nên là khó mà găng được trong tình huống vừa rồi. Và các bạn hãy để ý những vị trí cắm mắt của Rock Tiger, nó không phải cắm một cái mùa cỏ chặt ba mà nó luôn cắm ở chết về mép một phía để đối phương không thể nào cắm mắt tím ở trong mùa cỏ đó và phá được. Trick tốc biến và quyết định dứt điểm Kuro nhưng chưa đủ sát thương. Ngay lập tức Binet có mặt sóng âm trúng, nhưng bị bên này bớt lao lên, bớt chưa đủ sát thương hạ gục Kuro, và đó là điểm hạ gục đầu tiên cho Rock khi mà Binet dứt điểm được Trick. Bớt đã sử dụng tất cả những phép hỗ trợ của mình, tốc biến tăng tốc, nhưng anh ta không tính được cú quy cuối cùng. Kuro đã hồi rồi, thời gian hồi cực kỳ nhanh luôn, và anh ta quay trở lại với lượng giáp của E cuối cùng đó, không thể nào đủ sát thương được cả khi mà trước đó Bớt không quy trúng vào người Kuro. Đây là một tình huống chúng ta xem khi mà Trick phóng lao trúng, anh ta biết rằng mình đủ sát thương hàng một đối phương, nhưng ta lao vào Kuro, tốc biến ra khỏi tầm cào ở dạng báo của anh ta. Bớt lao vào, anh ta nghĩ rằng cái lượng độc đủ đốt Kuro, nhưng anh Kuro quy và tạo lớp giáp cho bản thân mình, xử lý cực kỳ tốt. Tạm thời một pha găng đường dựa có lời dành cho Rock Tiger, và họ gỡ lại chỉ số về tiền dành cho bên phía bên mình. Và rất bất ngờ, Rock Smash vào đường trên, anh ta vẫn lấy được chỉ số lính rất là nhiều, 43 chỉ số lính so với 35 của Xpec, dù anh ta hạ gục chiến công đầu tiên. Đó là lý do mà tôi nói, thật ra anh ta chết lúc đầu không vấn đề gì cả, vì lúc đó anh ta đẩy lính xong rồi. Nhưng có điều là Peanut đi hơi chừng chừ tình huống đó một xíu mà thôi, nếu không là Rock Tiger đã có lợi hơn rất là nhiều. Bây giờ nếu như lên găng thì bên phía của chính xác lên luôn, GZU Esports một lần nữa thành công trong việc lấy tốc biến của Smash. Còn ở đường dưới vừa rồi chúng ta thấy liên tục những pha trao đổi lời đến từ bên phía của Rock Tiger. Tôi nghĩ rằng lý do chính mà họ lời trong khoảng thời gian vừa qua chính là cái nhờ cái điểm then chốt của Ray. Đã xem đường giữa đã, Kuro đặt trường động lực ngăn cản đối phương và lui về được. Chúng ta có thể thấy hai cái điều diễn ra cùng lúc trong tình huống vừa rồi. Đầu tiên là GZU Esports họ thiết lập một pha tấn công đường trên, ngay lập tức những đội top trên nha của Trung Quốc với LCK phản xạ tự nhiên của họ, họ ngay lập tức đánh ở đường dưới luôn, phản xạ tự nhiên ngay lập tức, và Binet bắt đầu tiến qua đường đối phương để có bắt thể cứ bóc được, có vẻ là hơi khó cho ta. Thì trở lại điều đang nói đường dưới đó là do cái khả năng hồi phục đến từ Alistar là một, thứ hai là cái điểm then chốt của Prey là hai, giúp cho bên phía Rock Tiger liên tục thắng đường ở đường dưới. Và thật ra cắt liên cơ bản một vị tướng xạ thủ mà ở trong khoảng thời gian trước 6 tôi không nghĩ là thua đường bất kỳ một xạ thủ nào cả, bởi cái tầm và cái khả năng chơi kiểm soát cực kỳ dễ dàng với 7 với tầm đánh xa lưới 90 xuyên táo liên tục. Và điều này đang diễn ra khu vực đường dưới, bắt buộc Trick phải cố gắng di chuyển xuống. Một tình huống mà không có mắt ở đường dưới, quy trúng của Mithy làm chậm Gorilla. Nhưng liệu phóng lao có trúng hay không? Không thể nào trúng được, lính đã tới rồi, làm sao mà hát được khoảng trống để phóng vào. Rất khó dành cho Trick để có thể găng được khu vực đường dưới này. Tôi không khuyến cáo anh ta nên di chuyển xuống dưới này một xíu nào cả. Anh ta nên đầu tư thêm thời gian của mình để đè map đường trên đó. Ta vừa xuất hiện đường dưới xong, ngay lập tức nửa phía trên bản đồ Venus khai thác mục tiêu của anh ta. Rõ ràng là bên phía của GZU Esports họ, cái thời điểm họ canh thời gian bùa, cụ thể là Trick và cả Perk đều đánh quá kém trong việc canh thời điểm bùa xanh. Bùa xanh đầu tiên rất quan trọng với Cassiopeia lên nước mắt, nhưng một người thì xuống đường dưới găng, một người thì hết năng lượng và phải bê về nhà sau ngay cái thời điểm mà bùa xanh ra như vậy, thì họ mất đi một cái ngưỡng sức mạnh cực kỳ quan trọng của Cassiopeia. Bây giờ không có bùa xanh đầu tiên, cái giọt nước mắt nữ thần này của Cassiopeia của Perk nó sẽ rất khó khăn trong việc tích tụ cái sức mạnh. Và bên phía bên kia nói về chiều ngược lại, Kuro lên được cái lỗi công nghệ của mình rồi. Đến cái thời điểm này chắc chắn anh ta sẽ đẩy lính mạnh hơn so với Kasuga và khoảng thời gian đầu thì của E của mình. Anh ta sẽ cố gắng lấy được càng nhiều chỉ số lính càng tốt, và tính theo về lượng sức mạnh về cuối trận thì chắc chắn Victor luôn luôn nhịn hơn về Kasuga rồi. Kasuga cần quy chung, anh cần nghe chúng, anh cần đi vào trong giữa đội hình đối phương và có một chiêu cuối thật đẹp. Bây giờ thì Rock Tiger trở lại với
cái thế lính ở cả đường trên lẫn đường dưới và thậm chí cả đường giữa đều đang không tốt cho họ. Đối phương bắt đầu đẩy sâu vào. Thì đây là một thời điểm mà Binance sẽ mất quyền kiểm soát bản đồ khi mà cả ba đường của anh ta đều bị đẩy lính. Anh ta phải tìm cách tạo đột biến. Lúc này là xung quanh khu vực hang rồng. Và Aspect cũng muốn tạo đột biến với một pha di chuyển. Anh ta có tốc biến, anh ta có chiêu cuối, anh ta có ý định làm choáng Kuro, làm choáng thành công, phóng lao cùng trúng. Kuro tung chiêu cuối ra nhưng đã phải nằm xuống trụ băng Aspect. Anh ta tung chiêu cuối, vẫn sẽ phải nằm xuống bởi vì chiêu cuối của Bobby làm sao ngăn cản được sát thương từ trụ. Chắc là quay chiêu cuối cho đẹp đó. Chứ anh ta không làm được nhiều hơn trong tình huống vừa rồi cả. Một pha tấn công nó có phần vẫn công cành lắm nhưng mà không sao, đây vẫn là một bộ mặt sáng sủa hơn của nhà đương kim vô địch châu Âu. Khi mà trong pha vừa rồi họ tính được hai thứ, họ tính được cái tốc biến, họ tính được cái chiêu tính được cái W của đường giữa vẫn chưa hồi đối phương và ngay lập tức là burst sử dụng sát thương vào. Đó là một tình huống mà đầu tư đến tinh tế của Jisoo cũng thực ra không phải là nhiều lắm. Họ chỉ tốn cái tốc biến của Spec, họ hạ gục được Kuro. Và chính bởi vì tình huống vừa rồi kết hợp với những tình huống ghé thăm trước đó đến từ Trick thì Kuro đang phải chịu một cái áp lực cực kỳ lớn trong kèo đấu này. Anh ta đang bị dẫn trước với một tỷ lệ kiểm soát lính rất tốt đến từ Perk, gần 20 chỉ số lính trên lệch. Đây, Perk chuẩn bị hình 4-5 con lính này vào thì giữ được cái mức khoảng chừng 20 chỉ số lính trên lệch ở đường giữa là một con số rất tốt. Có một cái thông số này dành cho các bạn là ở trước phút thứ 10, rất đặc biệt là Rottiger đến với giải đấu này với tư thế là nhà đường kia vừa khoan đã, đường dưới có đánh nhau. Đường dưới Gula bị hất tung lên, anh ta đã phải dùng chiều cuối, anh ta buộc cái tốc biến lao về và thoát đi được tạm thời là như vậy. Quay trở lại cái chuyện chúng ta vừa mới tính nói là chỉ số về tiền của 10 của họ rất đặc biệt là họ luôn thua đối phương 2.000 tiền. Trong trận đấu này họ không thua đối phương nhưng có vẻ vẫn là thua bởi vì đường giữa bạn nhìn như thế này là bạn vẫn thua đối phương rồi. Pha tấn công tốt đường giữa của Trick có vẻ như Trick đang di chuyển tốt hơn so với Binance làm rất là nhiều. Một điều thật ra cũng khá là đặc biệt bởi vì thật ra ở tại LCK, Rockslayer thường xuyên là đội có được cái khoảng cách ở trong khoảng thời gian 10 phút đầu bởi vì cơ bản là họ có một đội hình đi đường rất đều. Nếu như gọi là ở đường dưới một bộ đôi nào đó có thể thắng được Brave Gorilla tại LCK một cách thường xuyên và liên tục trong những lần đối đầu mà phút thứ 10 không nhiều, Smash cũng tương tự như vậy. Kuro mặc dù thường xuyên là không thắng, Kuro là người đánh hòa tới thua nhẹ ở đường giữa trong khoảng thời gian ban đầu thôi. Nhưng mà nhìn chung độ đều của Rockstar khiến cho họ luôn luôn là đội dẫn trước ở khoảng 10 phút đầu tiên. Nhưng mà tại chung kết thế giới này, cái khả năng đi đường trong khoảng thời gian đầu của bên phía Rockstar nó đã bị, tức nghĩa là nó đã không ở mức cao nhất, thật sự là như vậy. Họ vẫn thể hiện phần nào đó là 70% sức mạnh của mình nhưng không phải là ở mức cao nhất. Còn bây giờ là điểm mạnh của Rockstar, đó là những tình huống kêu gọi tập trung giao tranh đẹp với nhau. Chiêu cuối của Smash khá đẹp, đốt khoảng chừng 30% máu của đối phương nhưng đồng đội của ta lên không kịp. Rất may cho Smash luôn. Tình huống vừa rồi Binance đang ăn con cua kỳ cục và hai thành viên của bên phía Jisoo Esports lèn lõn một cái đường rất khó để có thể thấy được. Vừa rồi là Trick nhảy xuống bụi cỏ và ngay lập tức đu theo đến từ Mithy. Nếu như mà không có Binance ở đó, không có cách nào để Smash biết được tình huống ăn vừa rồi cả và chắc chắn thân phải nằm xuống. Và chúng ta thấy rằng liên tục là bên phía Jisoo Esports họ đã có một cái chiến thuật đặt ra trong khoảng thời gian đầu để hạn chế Smash. Pha di chuyển cấp 1 là một, cái pha cắm mắt tím để đu xuống vừa rồi là hai, là họ đang có những cái kế hoạch nhỏ trong một cái chiến lược lớn là hạn chế sức mạnh của Smash ở trong cuộc đối đầu này. Bớt vừa rồi tính hắc não Binance, anh ta xác định là Binance là trẻ mà đúng không, quy trúng là nhấn quy lần hai ngay, nhưng mà vừa rồi Binance rất tỉnh. Anh Thiên trẻ tuổi này nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo những pha lao vào của mình. Mà trước đó Kuro cũng rất là tốt nữa, anh ta e trúng vào người của Perth. Có vẻ như là nếu như Victor không hạ gục được Kasuya đường giữa, Kasuya lại có thể làm được điều ngược lại. Cho nên nãy giờ Perth vẫn đang thi đấu, tôi tạm đánh giá là tốt sau những trận 3 trận gần đây nhất của anh ta. Đây là trận thi đấu anh ta ấn tượng nhất với tôi. Rõ ràng, anh ta có được một điểm hạ gục, anh ta bám đuổi thời gian của trận đấu với chỉ số lính của mình mặc dù không có được cái mùa xanh đầu tiên. Và anh ta có phần nào đó trội hơn so với lại Kuro. Thì đây là một trong những màn trình diễn tốt nhất của Perth từ đầu giải đến giờ. Trick cũng đang có một màn trình diễn không đến nỗi nào quá tệ. Mặc dù chỉ số KDA của anh ta không phải là quá đẹp, 0-1-2, nhưng cái khả năng kiểm soát bản đồ mà anh ta tạo ra từ khoảng đầu trận đến giờ là rất tốt. Rồng sẽ thuộc về bên phía của Jisoo Esports. Một phát đánh nữa rồi. Không thể nào can thiệp được cả lính đường dưới đang đẩy, lính đường giữa đang đẩy, đường
rừng của họ thì là ở phía trên bản đồ, bởi vì anh ta tính sẽ cướp bù xanh đối phương, cho nên anh ta không thể nào can thiệp vào con rồng gió vừa rồi cả. Và có lẽ như Rottiger cũng nghĩ rằng thôi dùng gió bỏ đi, không có vấn đề quá lớn xảy ra cả. Và vừa rồi cũng là tình huống mà GSWatch thể hiện sự tiến bộ. Con bùa xanh trước họ canh thời điểm rất tệ khi mà Trick đi xuống đường dưới găng rồi Perk bê về. Perk vừa rồi phát hiện ra Peanut trong đó, lần này anh ta biết được Peanut vẫn đứng rình. Rõ ràng là GSWatch đã thi đấu tốt hơn rất nhiều từ cái cách mà họ kiểm soát Lee Sin của đối phương cũng như là kế hoạch thật sự trong một trận đấu. Họ đang làm mọi thứ rất trơn tru, tạm thời là như vậy. Xpec cũng đang làm tốt khu vực đường trên của mình. Hồi nãy ta bị đối phương hơn, Isolin cũng bây giờ cân bằng được so với Smash rồi. Smash bây giờ phải di chuyển liên tục ở ra đường giữa để có thể bọc lót từ phía sau dành cho Kuro. Nếu như có chuyện gì xảy ra, anh ta có thể sử dụng chiêu cuối của mình để đóng góp thêm lượng sát thương. Mithy đang ở khu vực đường giữa. Tình huống này thì hơi khó gần một xíu. Kuro vẫn còn tốc biến mà còn cả tăng tốc. Và thật ra bây giờ Kuro đã xác định rằng mình đã thua đường giữa rồi. Rõ ràng là anh ta buộc phải nâng cấp 3 lần lõi công nghệ. Thì coi như là đã xác định là tôi chỉ có đẩy lính ở đường giữa thôi, không làm gì cả. Thì cũng hơi bị khó găng trong những tình huống mà Victor có ý định đánh chắc cú như thế này. Cắm mắt rất tốt đến từ GSWatch, một điểm đáng khen của họ. Họ đang kiểm soát toàn bộ tầm nhìn của khu vực đường dưới. Hai con mắt tím, một mắt tím ở khu vực hang rồng, một mắt tím ở phía trên hang rồng. Đảm bảo rằng Lee Sin sẽ không có cách nào bước qua được rừng của họ cả. Khi đi qua những đường như thế này, thậm chí lòn xuống đường dưới cũng vô cùng khó. Bởi vì như anh Luân vừa nói các bạn rồi, cặp đôi thật ra bạn không thể bắt được CB cùng với Rom cả. Mất chiêu cuối lên chặn tường chạy về thôi, rất đơn giản. Họ chỉ có là họ tấn công bạn, chứ bạn muốn đánh thì thật ra cũng rất là khó. Nó thậm chí là cái độ an toàn của cái cặp đôi đó, nếu như họ muốn đánh an toàn còn hơn so với cả Caitlyn và Alistar nữa. Đơn giản là bạn đánh vào CV thì CV có khả năng tự bảo vệ bản thân mình. Và nếu như bạn đánh vào Prom thì chỉ đơn giản là Prom nhảy W về với CV là mọi thứ nó được giải quyết rất là đơn giản. Cho nên kèo đường dưới thực ra là đánh farm thôi, và cả hai đều đang farm rất tốt, Sven và Prey. Chỉ số lính gần như là như nhau, 157, 158. Phát combo thành công luôn là sóng âm trúng. Peanut quyết định ngưng không lao vào. Anh ta có ý định lao vào thì dính băng địa chấn của Mithy. Jisoo Esports tiến bộ rất nhiều. Peanut bị làm choáng và Peanut tốc biến bỏ chạy. Anh ta vẫn có thể phát được cú phong lao không trúng. Perk đã có một pha xử lý rất tốt khi có mặt và tung chiêu cuối mặt Peanut, nhưng rất tiếc là sát thương vẫn chưa đủ cho Jisoo. Bây giờ anh ta sẽ đi về, và như tôi nói rồi, Kuro không làm được gì anh ta cả. Perk rất tự tin đi thẳng một cái đường thẳng về đường giữa của mình, dù anh ta mất khá là nhiều máu. Đường dưới có sự xuất hiện của Smap. Combo và đó là thảm lửa trải ra đến từ Smap. Sven đã phải nằm xuống, cả Mithy cũng tương tự như vậy. Bách phát bách trúng nhắm vào Trick, Trick thoát đi được. Và đó là hai điểm hạ gục sẽ giúp cho Rottiger có cơ hội ăn cái trụ đầu tiên, và đó là cái trụ ở đường dưới. Một nỗ lực ở lại giữ trụ hơi thái quá của thành viên G2 Esports khi họ phải để hai người nằm xuống khu vực này. Trong thủ vừa rồi, nếu như bạn đã thấy Smash rồi, có lẽ như bạn chỉ cần lui về trụ hai của mình thôi. Họ quá tự tin trong thủ vừa rồi, và đây sẽ là tình huống mất hai trụ rồi của Pop, dẫn đến một cái hệ quả Kuro đẩy lính vào và anh ta lấy được trụ đầu tiên đường giữa, thêm cái trụ đường dưới cho họ nữa. Pha xử lý vừa rồi đúng là bên phía của G2 Esports họ đã quá tệ. Họ thấy rằng Smash vẫn đẩy vào như vậy, và họ đánh giá quá thấp khả năng combo đến từ Alistar của Gorilla. Hai người đứng ôm ấp nhau như vậy ở trong trụ, và cả hai đều bị hất tung lên trong một tình huống mà Gorilla tốc biến lên. Cú trải vào đầu của Smash quá đẹp, anh ta trải theo đường về của đối phương, không cách nào bên G2 Esports thoát khỏi tình huống mưa tên lửa vừa rồi được cả. Khá là thiếu quyết đoán trong cái tình huống đó. Họ nên bỏ để đổi lấy trụ một đường trên với đường cùng lắm là đổi thêm một cái trụ dưới nữa và đường giữa nữa. Thêm bây giờ thêm hai mạng thế lính như thế này, trước đó đối phương sẽ up rồi Ray sẽ là thế đẩy vào dành cho anh ta. Ray sẽ là được đón được lính đẩy vào, trong khi đó tên anh ta chỉ đẩy hết được đợt này thôi. Đối phương giữ lính trong trụ, anh ta không có cái gì để farm tiếp theo nữa cả. Đây là một thời điểm mà bỗng nhiên bên phía của G2 Esports mất đi thế trận rất nhiều. Họ đang, có nghĩa là họ trước cái tình huống rồi thì họ vẫn đang có thế hơn một chút xíu, nhưng mà sau tình huống vừa rồi thì mọi thứ thay đổi hẳn. Pha di chuyển của Perk không đem lại gì cả cho bản thân anh ta, và anh ta bị mất trụ một đường giữa. Chỉ số lính Kuro đã gần như cân bằng được rồi ở đường dưới. Bây giờ Caitlyn đã xong cuồng cung, con đường đến với vô cực kiếm của Bray tôi nghĩ cũng rất là ngắn thôi. Hai đợt lính nữa anh ta đã có thể về và có được cái vô kiếm ở phút thứ 20 rồi, thì ba đợt lính nữa chứ. Đây thì bị bắt xong rồi, thôi xong rồi. Mithy sẽ phải nằm xuống. Peanut là người có điểm hạ gục 5-2 cho Rottiger. Thuận đường công tác, bốn thành viên của Rottiger tiến xuống trụ hai đường dưới. Wow, quá nhanh. Có vẻ như cái lượng tầm nhìn trước đó khi G2 Esports có đường dưới này, các thành viên Rottiger họ xóa sạch ngay lập tức, và họ đang chiếm lại lợi thế cùng khu vực đường dưới chỉ sau một pha giao tranh thắng của mình mà thôi.
ở bên phía G2 Esports. Sau cái tình huống đó, họ đang mất phương hướng. Họ vẫn để cặp đôi đường dưới của mình xuống đường dưới, nhưng cái lượng mắt họ không có. Đối phương hạn nhiên bước vào rừng của họ, bọc ở phía sau lưng. Có một điểm hạ gục từ hỗ trợ và ngay lập tức lấy được thêm trụ 2 đường dưới nữa. Bởi vì các bạn hãy nhìn số lượng mắt vừa rồi, Rock Tiger sau khi lấy được cái trụ 1 và đường giữa và trụ 1 đường dưới họ rải là nhiều như thế nào. 5 con mắt ở trong rừng đối phương, trong đó có một con bóng tím, kết hợp với những tình huống quét tốt đến từ bên phía Rock Tiger, phá hủy hoàn toàn tầm nhìn của phía G2 Esports. Và Mithy đi vào chỗ tối như vậy không phải là bản thân anh ta muốn, anh ta bắt buộc vào để cố gắng tìm kiếm tầm nhìn và đặt những con mắt để cho Aspect có cơ hội để dịch chuyển từ đường trên xuống. Tất cả mọi thứ đều không thành công và G2 Esports thật sự bây giờ họ đang mất trận đấu này. Cơ hội duy nhất của họ là phải tìm kiếm những điểm hạ gục trong pha giao tranh rộng sắp tới. 3 giây nữa rộng ra, đây là cơ hội cho G2 Esports, họ bắt buộc phải giao tranh thành công trong pha này. Trước pha giao tranh, Bird cùng với lại Kuro vừa trao đổi phép tốc hành của mình, phép hỗ trợ tốc hành của mình và tiến vào con rồng này. Rồng 2 của trận đấu vẫn là G2 Esports trước. Snap đâu phải đi bộ, Snap không có dịch chuyển. Nếu như G2 Esports ăn được rồng và nhanh chóng thoát khỏi đây thì họ thành công. Bên phía của Rock Tiger, họ một lần nữa bỏ con rồng này và họ đổi lấy cái trụ đường trên. Snap đang có ý định cùng với Peanut sẽ là người lấy cái trụ đường trên để đổi lại số lượng tiền với lại bù lại số bùa vừa rồi. Bây giờ thì Jisoo cũng có được cái trụ thứ hai của mình khi mà Sven Mithy đẩy được cái đường dưới. Bớt lui về, anh ta buộc phải tốc biến khỏi cú combo Gorilla. Rất nhiều thứ của Rock sẵn sàng cho tình huống vừa rồi, thậm chí là Ray bắn sẵn bách văn bắn trúng cho một tình huống mà anh ta tin rằng hỗ trợ của mình sẽ thành công. Và hai phép hỗ trợ của Bớt không còn, anh ta cũng không còn chiêu cuối trong khoảng thời gian hơn một phút sắp tới. Anh ta thi đấu tốt trong tình huống vừa rồi, anh ta đoán được cái combo của đối phương đến vào lúc nào, anh ta phản xạ cực kỳ nhanh luôn. Anh ta không còn thi đấu giống bà ngoại của các hình bình luận viên bên phía Đài Loan nữa, phản xạ vô cùng nhanh. Đường giữa này một đợt đẩy đến từ Rock Tiger, họ biết đối phương vừa mới biến về, cặp đôi đường giữa của đối phương vừa mới biến về và họ bao nhẹ cái trụ đường giữa này. Rất tiếc là vừa rồi Trick lại phóng lao không trúng, chứ nếu như trúng anh ta chuyển dạng báo bay vào, chắc chắn Mithy sẽ có thể tiếp cận anh ta với W và ulti dùng chiêu cuối vào tình huống đó. Một pha mở giao tranh sẽ rất tốt dành cho Rock Tiger, nhưng họ thất bại trong việc tìm kiếm một mũi lao thành công đến từ Trick. Bên phía của Zichu, cái việc đầu tiên họ cần làm để khi mà thế trận đột nhiên đổi này là họ cần phải kiểm soát lại cái lượng tầm nhìn mà mình có, bởi vì trước đó họ đánh quen với lượng tầm nhìn rất là nhiều rồi. Những pha di chuyển họ sẽ rất bức bối nếu như họ không thêm có thêm tầm nhìn, và Mithy đang có sự hỗ trợ cùng với Zen và Trick để cắm lại những lượng tầm nhìn đó. Quyết định sẽ chọn đường trên, bởi vì đường dưới khi bạn mất cái trụ thứ hai rồi thì gần như bạn không có cách nào cắm bù lên lượng tầm nhìn mà hai cái trụ nó mất đi cả. Chỉ còn cách duy nhất là cắm bù mắt lên đường trên mà thôi và kiểm soát khu Baron. Đây là phút 21 của trận đấu. Đây là một tình huống mà Peanut cố gắng giành quyền kiểm soát phải chim biến dị của Trick để có cái nội tại đó, có năng kiểm soát tầm nhìn tốt, nhưng đối phương lưu về được và ta cũng phải rút khỏi rừng của đối phương. Vừa rồi tôi đang tự hỏi là Ray cầm bao nhiêu tiền để về nhà trong pha vừa rồi. Anh ta về vừa đủ tiền để lên cái vô cực kiếm của mình, mua thêm được mắt tím di chuyển lại ra đường. Đây là thời điểm mà bên phía Rock Tiger sẽ đánh quanh những mục tiêu. Họ sẽ đẩy vào khu vực đường giữa, cái trụ hai đường giữa của bên phía G2 Esports không còn nhiều máu nữa. Họ sẽ tấn công. Wow, Binet một lần nữa lại câu được chiêu cuối của Bớt. Bớt tôi nghĩ rằng để sẵn tay nút R hơi nhiều trong trận này. Xác là như thế trong tình huống rồi. Mà bình thường nha, cái chiêu cuối của Kasuga nó tôi cảm giác như cái chiêu cuối này nó có cái gì đó lỗi lỗi vậy. Khoan đã, nó đến tình huống đó. Godzilla vừa mới combo. Đó là nếu như bạn đôi khi á, bạn quay mặt 90 độ so với cái chiêu cuối đó bạn vẫn dính. Nhưng không có tình huống vừa rồi, các bạn thấy rõ ràng là Peanut quay mặt 70 độ nhưng anh ta vẫn không dính cái chiêu cuối đó. Thực ra đó là một tình huống mà tôi nghĩ rằng Bớt biết rằng cái khoảng thời gian để cắt Sura tung chiêu cuối nó dài. Và thật ra với phản xạ của các vận động viên Hàn Quốc thì họ có thể né được, thậm chí là hôm bữa Rashford cũng né rất ghê. Thì anh ta quyết định tung ra sớm, gắn đi đối phương, chưa sự thành công. Qua wow, mưa tên lửa rất đẹp của Snap nhưng không ở vào thế thuận lợi. Bên phía của Rock Tiger đang phải rút lui bởi vì họ bị Inspect đánh từ phía sau. Tạm thời họ mất một người nhưng họ quay lại hạ của Inspect. Một đội một, chiêu cuối Kuro vẫn đang lùa Jisoo ra khỏi khu vực rừng của mình. Và họ thuận đường ở khu vực đường trên nơi mà đợt lính vừa kịp tràn vào. Rock Tiger sẽ có pha trao đổi. Tôi nghĩ rằng có lời, họ sẽ lấy được trụ hai đường trên của đối phương. Và đợt lính này vẫn còn khá lớn. Rock quyết định đẩy thẳng luôn vào đường trên. Wow, một quyết định cực kỳ táo bạo của Rock Tiger và có vẻ như họ sẽ làm điều này vô cùng nhanh với vô cực kiếm và với cung Runan cách liên bắn với một tốc độ rất không phanh. Và anh ta lấy được cái trụ thứ ba ở khu vực đường trên dành cho Rock Tiger. Đó là một tình huống quyết định của G2 Esports, họ quyết định sai. Họ đưa Trick xuống dưới để cố gắng lấy cái trụ 2. Phần còn lại ngập
ngừng giữa việc là về phòng ngự hay là cố gắng đẩy tiếp cái trụ một đường giữa của Rock Tiger. Và cái giá phải trả là rất lớn. Mithy đạp bẫy dính sóng âm, nhưng quyết định của Binet là anh ta không lao vào, anh ta tìm kiếm cơ hội thứ hai. Wow, Binet thi đấu cực kỳ cẩn thận trong trận đấu này luôn. Bây giờ anh ta quy trúng ít nhất 13-4 lần nhưng anh ta không bao giờ bay vào tình huống quy của mình cả. Và nếu như anh ta bay vào hai lần trước đó khi mà phớt lên chiêu cuối là nằm chắc rồi. Vậy là Peanut đã rút rất nhiều kinh nghiệm không đánh ẩu, nên ta biết rằng đây là một trận đấu mà Rock Tiger cần phải thắng. Còn pha này thì có thắng được hay không? Wow. Triết bị làm choáng với trường trọng lực, anh ta buộc phải bỏ chạy. Van đã tung chiêu cuối hỗ trợ đồng đội mình bỏ chạy, nhưng Respect thì không thể bỏ chạy. Anh ta ủi vào con cua để có thể thoát được trong tình huống này. Và G2 Esports thoát được về tất cả mọi người, không ai phải nằm xuống cả. Gorilla chỉ còn 200 máu, vẫn có ý định đứng lại. Smep trải mưa tên lửa và Sven bị làm chậm, nhưng Binet không vào đủ tầm để sóng âm. Trong tình huống vừa rồi tôi không hiểu lắm cái cú chiêu cuối của Smep. Anh ta muốn ý định giữ chân đối phương để Binet có đủ tầm, anh ta tốc biến lên quy giữ chân một hành viên nào lại và có thể hạ gục mục tiêu, sau đó lấy lợi thế về người và tiến thủ Baron. Nhưng có vẻ như kế hoạch đó nó không thành công lắm. Trước đó là một tình huống mà tôi nghĩ rằng bên phía của G2 họ quên mất rằng Rock có hai combo lần. Cái combo thứ hai của họ là Godzilla, anh ta thất tung lên và ngay lập tức đặt cái trường trọng lực dưới chân của Kuro để hút nhiều hành viên trở lại. Ở bên phía vừa rồi, Zichu đã dính cái combo đó và rất may là họ vẫn còn sống sót bởi vì có một con cua cứu mạng. Rõ ràng là Esmec cũng tỉnh táo trong tình huống đó để tìm cách thoát được. Anh ta đã ủi vai vào con cua để rời khỏi tình huống giao tranh nguy hiểm. Và Rock Tiger giữ được lợi thế của mình. Lợi thế chủ yếu của Rock Tiger không phải đến từ chỉ số lính khi đi đường mà đến từ những cái trụ, bởi vì chúng ta phải thấy rằng nơi duy nhất hơn chỉ số lính của Rock Tiger là Smep, và anh ta chỉ dừng lại ở việc hơn đối phương 17 chỉ số lính mà thôi. Trong khi đó đường giữa Perk hơn đường dưới Sven hơn rất nhiều so với Bray, 252 so với 228. Thì do đó nếu như G2 Esports họ tìm cách giữ được những cái trụ, cố gắng tìm kiếm thêm được những cái trụ trong khoảng thời gian sắp tới, thì cơ hội để họ cân bằng được thế trận vẫn còn rất nhiều. Và đây là một cơ hội như vậy, không phải là trụ mà xoay quanh khu vực hang rồng. Smep chưa hồi lại được chiêu cuối thì bên phía G2 Esports họ sẽ phải nhanh chóng giải quyết con rồng này trong thời gian này. Còn nếu không, Smep sẽ có được chiêu cuối khi mà giao tranh rồng bắt đầu. Họ đang muốn làm điều đó, đầu tiên là họ cử xã hội của mình xuống đường dưới để tạo được lính vòng được phía được lính đẩy, tự nhiên đường dưới và đường trên cũng lính đang đẩy luôn. Nếu như bên phía Rock Tiger tốn quá nhiều thời gian của rồng, họ có thể lợi dụng được lính này và đẩy. Nhưng Rock Tiger rất khôn ngoan, họ đi ra đường giữa và tạo áp lực ngược lại vào trụ đối phương và tiến ra khu vực hang rồng, nó sẽ dễ thở hơn dành cho họ. Nhưng mà thời gian cũng sẽ không ủng hộ bên phía Rock Tiger lắm, bởi vì đường trên đợt lính này khá là lớn. Rock Tiger cần nhanh chóng giải quyết. Sẽ còn hai đợt lính nữa, tức là một phút nữa cho Rock Tiger giải quyết cái pha triển khai xung quanh con rồng đất này, để xem họ sẽ làm như thế nào. Đây, đợt lính đường trên sắp tới rồi. Một đợt lính nữa thôi là nó sẽ vào tới cái trụ hai đường trên. Rock Tiger sẽ phải giải quyết. Họ quyết định rằng giải quyết nhanh rồng. Trong khi đó G2 Esports sẽ... Không lẽ là họ thuận theo khu vực đường trên để họ đẩy thẳng vào luôn? Không, họ đang dụ thôi. Jisoo phá tầm nhìn ở xung quanh hang Baron, họ đứng ở bãi cỏ đó và dụ Gorilla là người tiến vào. Nhưng rất tiếc, Gorilla rất tỉnh. Cái anh niên Rock Tiger trận đấu này cực kỳ tỉnh táo luôn, thậm chí là Gorilla tình huống rồi. Anh ta đi gần cái bụi, anh ta bắt đầu chuẩn bị sẵn tâm lý né một cái thứ gì đó đâm vào người mình rồi. Nó kiểu như cái pha của Sven Keren, tức là khi bạn biết được có cái gì ở trong bụi, bạn đi gần đến bụi xong đột nhiên bạn giật ngược lại là đối phương sẽ bị hố trong tình huống phóng kỹ năng vào người của bạn trong pha đó. Như vậy là họ đổi rồng, không mất gì cả. Nếu trong tình huống vừa rồi đi chua họ quyết định là đi lên đường trên thì cũng rất là khó cho họ nữa. Họ phải cử số lượng người như thế nào để lấy được cái trụ thứ hai đường trên mà vẫn đảm bảo được cái trụ thứ hai đường giữa nó còn dành cho họ, bởi vì đối phương có thể thuận lợi hơn ở đường giữa để tiến ra và lấy cái trụ thứ hai đó. Đó là cái pha xử lý xung quanh khu vực đường giữa và hang rồng vừa rồi của Rock Tiger. Phải nói cực kỳ hoàn hảo, họ giải quyết được tất cả mọi thứ. Họ lấy được con rồng, đợt lính ở đường trên Smep vừa kịp trở lại để hứng một đợt lính cực lớn ở khu vực đường trên, chẳng mất một cứ một cái gì cả trong tình huống vừa rồi. Thì đó là cái khả năng gọi là di chuyển xung quanh bản đồ, cái khả năng quay vòng của bên phía Rock Tiger được thể hiện trong tình huống vừa rồi. Và tất cả những điều đó có được chính là nhờ cái việc bạn sử dụng Catlin trong những tình huống vây hãm cực kỳ khó chịu với những cái bẫy của mình. Khả năng kiểm soát trên bản đồ của bên phía Rock Tiger họ vẫn đang làm tốt. Số lượng mắt của họ khá là áp đảo so với đối phương. Ở khu vực hang Baron này đối phương vẫn chưa cắm được nhiều mắt ở đây lắm. Họ đang có ý định ra đây cắm mắt. Thì Mithy ngay lập tức gặp được sự phản kháng rất triệt để từ Peanut. Khả năng tốt của các đội Hàn Quốc không phải là khả năng mà bạn... Thực ra, đến với cái chung kết thế giới mùa này, họ không phải là những đội cắm mắt tốt nhất, mà họ là những cái đội mà họ
tận dụng cái lượng tầm nhìn của mình tốt nhất. Họ cắm xong lượng tầm nhìn, họ không phải bỏ đó mà đi, họ ngay lập tức đứng đó bảo vệ cái lượng tầm nhìn của mình như cách vừa rồi Pinot làm. Và một điểm nữa chúng ta phải thấy rằng cái khả năng mà canh các đợt lính đẩy của bên phía Rock Tiger, cụ thể là Smep ở đường trên vừa rồi, anh ta đẩy vừa đủ rồi sau đó chuyển từ đường trên xuống đường dưới, thì lính ở đường trên lúc này anh ta đã canh được là auto đẩy. Và Perk bị đá ngược về, bách phát bách trúng, Perk bị quét đi nhanh chóng trúng và anh ta nằm xuống. Kuro là người có điểm hạ gục. Tất cả mọi thứ đang ủng hộ bên phía Rock Tiger. Như đã nói, đường trên lính đẩy bắt buộc Sven phải lên phòng ngự, đường dưới hồi nãy Smep cũng kịp đẩy và họ có lợi thế về người ở tất cả mọi nơi. Mưa tên lửa tốc biến vào bởi Smep và Mithy là nạn nhân, nhưng còn 200 máu quét đi chết trong không đủ, không có điểm hạ gục, nhưng Rock Tiger có được trụ hai đường giữa. Nếu trong tình huống đó Kuro anh ta chơi lớn, anh ta tốc biến lên E thì anh ta sẽ có được thêm điểm hạ gục dành cho mình, nhưng không cần thiết phải làm như vậy làm gì cả. Bạn đã có lợi thế với người rồi, đường giữa đối phương đã mất. Công việc rất đơn giản thôi, tiến tới khu Baron, bạn có mắt ở đây sẵn rồi để xem họ làm như thế nào và Trick làm như thế nào. Đóng băng luôn cửa cổng. Trick đang cố gắng tiến vào nhưng Gorilla bật chiêu cuối đẩy Trick ra khỏi Baron, nhưng ở trong hang Baron Venus vẫn còn, ta kịp trừng phạt Baron cho Rock Tiger và thoát đi được. Nhưng Ray đang 1.4 và e rằng hơi khó cho Ray, anh ta nằm xuống mất hai người. Rock Tiger giữ được ba người có bù lợi Baron. Như vậy là ba người của mình là vẫn là có lợi cho họ. Kuro ở đây, anh ta đứng ở một cái thế này là hơi liều. Anh ta khá là liều, anh ta không còn chiêu cuối nhưng còn trụ, còn Smep. Và họ quyết định đưa người đứng lại đây để dùng ba người có đợt lĩnh của lợi Baron phòng ngự. Venus lao vào, anh ta không làm được gì cả, buộc phải lui ra. Nhưng ít nhất là Rock Tiger ngăn cản G2 Esports. Còn nãy Bray anh ta chọn vị trí hơi dở một xíu, anh ta đứng giữa cái hành viên đối phương để bắn. Bởi vì thật ra đội hình của bên phía Rock Tiger không có quá nhiều hành viên có thể chống chịu như anh ta ở phía trước, cho nên giao chắn duy nhất anh ta có là The Godzilla, ngay lập tức nằm xuống rồi anh ta không còn nhiều lắm. Venus qua đây cắm mắt trừng phạt mùa đỏ thành công. Và đó là một tình huống mà Venus rất gọn gàng trong pha xử lý vừa rồi. Nhưng tôi vẫn đang chờ đợi cái tình huống xem lại cái cách mà Venus, à đây là tình huống Baron thôi. Wow, Venus tốc biến khỏi chiêu cuối của Smash. Đó là tình huống rất quan trọng, nhưng khởi đầu cho cái pha này tôi vẫn muốn xem cái tình huống ở đường giữa đó bằng cách nào mà ta đã bắt được mất. Đúng là như vậy, cái tình huống đó chúng ta chỉ thấy là anh ta sử dụng chiêu cuối, anh ta chưa tốc biến nha. Không tốc biến, cắm mắt thôi. Cắm mắt thôi mà anh ta vẫn bắt được Bird. Như vậy là Bird thiếu tỉnh táo. Và bây giờ Venus hắc não Bird chứ không phải 3 lần rồi. Anh ta lúc nào cũng quay mặt đúng cái khoảng khắc mà Bird quay lại sử dụng chiêu cuối người mình cả. Và Bird không có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng tình huống đó nữa cả. Đây là một trận đấu như đã nói là cơ hội cuối cùng cho G2 Esports. Thua trận này là tạm biệt rồi. 2 week vacation thật là. Tôi nghĩ là, tôi không biết, hồi theo tôi nhớ là năm 2012 khi mà Solaker đi tham dự chung kết thế giới thì nếu như bạn bị loại vòng bảng, bạn vẫn được bao ăn ở lại cho tới trận chung kết luôn. Thì tôi nghĩ rằng điều đó bây giờ là không còn. Cho nên là nếu như muốn nghỉ mát tiếp ở Mỹ thì G2 Esports phải tự trả tiền chứ không có miễn phí nữa đâu. Có thể miễn phí là thêm được 1-2 ngày thôi chứ không nhiều lắm. Bởi vì thua trận này là coi như xong, 0-4 thì không có cơ hội. Họ mất trụ ba đường giữa rồi. Với đợt lính như thế này, với bù lợi Baron thế này, đội hình như thế kia, rất khó thành viên G2 Esports vào đủ tầm để có thể mở giao tranh được. Cái pha giao tranh hồi nãy họ mở được giao tranh đó là nhờ có Xpec anh ta vòng phía sau lưng với cái cú dịch chuyển của mình anh ta mới mở được thôi. Chứ cái đội hình của bên phía G2 rất khó là người chủ động mở tấn công được. Và Sven buộc phải bỏ chạy nhưng người bị đá là Bird bất tung chiêu cuối lại không hóa đá được ai cả. Mithy là người đầu tiên nằm xuống, Smep có điểm hạ gục. Nhưng Rock Tiger rất tỉnh táo, họ không truy đuổi làm gì cả. Họ biết rằng với đợt lĩnh siêu cấp ở hai cửa, họ sẵn sàng để giành chiến thắng ở trong trận đấu này và chấm dứt được tất cả mọi hy vọng của G2 Esports. Lĩnh siêu cấp vẫn còn, Caitlyn của Bray vẫn miệt mài trong việc đặt bẫy và bào từng phát bắn một vào trụ của G2 Esports. Trong một ngày mà Rock Tiger họ từ chối hoàn toàn nhìn vào đôi mắt của Kazuya, Bird nãy giờ anh ta không chiêu cuối chúng bất kỳ lần nào cả, và như vậy lượng sát thương của Kazuya được giảm thiểu đi một cách tối đa luôn. Trong khi đó, người chơi đi rừng được đánh giá số 1 thế giới thời điểm hiện tại, Venus. Bây giờ anh ta đã trông thấy bộ mặt thật của mình. Một pha cắm mắt lên phía sau lưng tốc biến đá thành viên ở bên không tốc biến, cắm mắt phía sau lưng đá được trúng hai thành viên đối phương và an toàn thoát trở lại. Và anh ta đá được Perk lần thứ hai trong trận này, đá được Perk vậy. Pha đó là một tình huống mà Sven chúng ta thấy rằng nghĩ rằng mình sẽ là người được chọn, cho nên anh ta chạy một cách rất nhiệt tình khi mà Venus lao vào. Nhưng thật ra Venus đã nhắm trước Perk từ rất lâu rồi và dứt điểm đối phương một cách rất nhẹ nhàng khi đá được Perk về phía đồng đội của mình.
Rock Tiger sẽ có được chiến thắng đó điều chắc chắn. Một trận đấu mà điểm hạ gục thực sự là không nhiều, nhưng Rock Tiger thể hiện quá ghê cái khả năng kiểm soát bản đồ của mình, di chuyển xung quanh các mục tiêu và có được thứ mà họ muốn mà không cần có nhiều điểm hạ gục. Nhưng vẫn phải nói rằng G2 Esports họ đã quăng trận đấu đi với cái ba thủ ở đường giữa đó, một Alistar còn tốc biến, một Rumble còn chiêu cuối, mà bộ đôi Sven và Mithy để bị bắt như vậy là quá tệ, quá nặng. Bởi vì mỗi bạn mất đi hai người đường dưới là thực ra bạn mất đi hỗ trợ ở đường dưới rất là quan trọng nha. Bởi vì bạn mất đi hỗ trợ rồi không ai có thể kiểm soát lượng tầm nhìn này cho bạn cả. Cái khoảng thời gian trống đó đối phương đúng Snowball thừa sức đi vào rừng và quét sạch tầm nhìn của bạn. Điều bắt buộc tiếp theo là hỗ trợ bạn đi vào rừng một mình. Rock Tiger nằm xuống lần hai. Mithy nằm xuống ngay lập tức lần hai. Đó là cái khoảnh khắc Snowball nhìn cho Rock Tiger. Ở bây giờ có vẻ quả cầu tiến quá lớn rồi, các viên Zichu Sock không thể nào gượng lại cả đội hình của họ. Như tôi nói rồi, không có cách nào tiến vào đủ tầm để mở giao tranh một với một Caitlyn đứng ở tầm xa thế này được cả. Respect chuẩn bị dịch chuyển, đây là cơ hội cuối cùng. Nhưng trước khi Respect dịch chuyển thì Sven đã mất 50% máu. Anh ta dịch chuyển thì Rock Tiger biết họ đang sẵn sàng cho pha này. Respect lao vào, anh ta chẳng hất được ai về phía sau cả. Và Smap đang đốt từ phía ngoài, Ray cũng đang bắn. Trick lao vào thì bị hủy diệt với Kuro. Và G2 Esports đang tan vỡ, vé máy bay có vẻ đã đặt rồi và họ sẽ phải về nước sau vòng bảng chung kết thế giới 2016 sau trận thua này trước Rock Tiger, là trận thua thứ tư của họ tại giải đấu này. Bên phía của G2 họ còn đúng hai người. Hai người này để xem họ làm được gì trong pha tấn công chắc là không làm được gì rồi. Đối phương vẫn còn đủ 5 người như thế này, họ lấy được trụ thứ ba đường dưới. Và nếu như muốn đánh cẩn thận, Rock Tiger có thể lùi về. Nhưng tôi không nghĩ Rock Tiger cần phải lùi về trong tình huống này. Họ vẫn đang đánh rất cẩn thận, tức là cứ ăn cái trụ ba đường dưới đã rồi làm gì thì làm. Thì Smap về nhà, hồi máu lại, dịch chuyển trở lại và sẽ cùng với đồng đội của mình dứt điểm G2 Esports. Hạt giống số 1 châu Âu đã có 4 thất bại liên tiếp. Trong khi đó đây là thắng lợi thứ 3 của Rock Tiger. Cơ hội đi tiếp ở bảng này của Rock Tiger hiện tại là sáng nhất. Vô cùng.